Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video của buổi tối hôm nay, kênh Học của Tớ Online sẽ gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích nhanh về một trận đại chiến online rất hay của danh thủ số 1 của làng cờ tướng Trung Quốc, chiến thần Vương Thiên Nhất trên Thiên Thiên Đại Kỳ vào ngày 20 tháng 7 năm 2021. Xin kính mời quý vị và các bạn đón xem. Trong ván đấu trên thì cao thủ cầm bên tiên đến từ giấy cờ giang hồ, chơi tấn công bên đen bằng phương án đóng pháo đầu. Vương triển khai mã 8 tiến 7 hình thành bình phong hậu thủ. Bên tiên phát triển thế trận bằng phương án pháo đầu khá chính quy, chúng ta sẽ cùng xem những thủ pháp điều quân của hai anh. Binh 3 tiến 1, C2 tiến 4, Vương mã 2 tiến 3 và lập tức phương án cờ binh 7 tiến 1 ngay. Binh 3 tiến 1, bên đen chạy xe qua. Tên cờ trên thì bên đen của Vương cho binh 7 đến 1, ngoài bên trên anh có thể pháo 2 tới 1 ngay. Tiến binh 5, sĩ 4 tiến 5 củng cố trung lộ và tình huống cờ phát triển mã. Vương pháo 2 tới 1, bên tiên mã 7 tiến 5, bình pháo bắt xe, ép xe phải thoát qua lộ 8 và tiếp theo vườn cờ tượng 3 tiến 5 đến từ ngoại tinh khách Biển Hòa có thể chạy xe một bình qua lộ 4. Trong chính cục thì bên đỏ quyết định phương án cờ bình xe 9 bình 8 ngay, ngoài ra có thể phát triển bình 3 đến 1. Bên đen xe 1 bình 4 đến từ ngoại tinh lê khách. Bên tiên bình 3, Vương không ăn tốt qua, lập tức cho phát triển bạo tấn công. Hai bên đổi mã cho nhau. Bên tiên mã 3 tiến 5, Vương tiến bình 5 và tiếp theo phương án cờ bỏ tốt tấn công. Bên đen Vương bình pháo ngó tượng, đồng thời mở đường cho con xe 8 phất kích. Tượng 3 tiến 1, Vương chém tượng quạt tốt ngay. Vật chiếu, phản pháo vào trung tâm. Sĩ 6 tiến 5 và tình huống cờ tiến xe nhỏ mã. Bên đỏ không chạy mã ngay, lập tức điều con pháo chạy qua lộ 3, đe dọa xuất cục. Vương tượng 7 tiến 9 tránh đòn và tiếp theo thì hướng cờ mã 6 tiến 5 để thoát đi. Các bạn thấy được bên đỏ mặc dù đến từ giấy cờ giang hồ, tuy nhiên ta có phần khai cuộc khá hay trong ván đấu này. Vương bình xe bắt mã. Mã 4 tiến 5 và tình huống cờ thoái tượng về đến từ ngoại tinh lên khách. Tiến xe, pháo 3 thoái 1 đuổi xe. Xe thoái về nhòm mã và lập tức tình huống cờ chạy qua lộ 3 ngay, vừa thủ vừa tìm cách nhòm ngó vào lộ tượng. Bên tiên tượng 7 tiến 5 và Vương đã tiến xe qua để bắt pháo đầu. Thoái về, xe 4 bình 5, nhấc xe qua phòng thủ và tiếp theo phương cờ thoái tượng đến từ chiến thần Trung Hoa. Bên đỏ tượng 1 thoái 3, hai bên bắt đầu củng cố trận hình. Mã 3 tiến 4 lắc qua và tiếp theo phương cờ pháo 3 bình 4 để tấn công đến từ bên đen. Trong thực chiến của hình cờ thì bên tiên cũng đi một đường cờ khá hay là phương án cờ bất ngờ xé tượng, bỏ xe để lấy thế công. Ngoài bên trên muốn chơi bình ổn thì bên đỏ có tình huống cờ xe 8 tiến 2 để ngăn đường ăn cây của bên đen. Các bạn sẽ cùng xem cái thủ pháp điều quân cũng khá ảo diệu đến từ bên tiên. Bên tiên lập tức không chạy xe mà cho vén tượng tấn công. Các bạn thấy ngay thì bên đen của Vương trong thực chiến anh xe 3 tiến 3 để chiếu tướng, bởi không thể nào mà dùng pháo bắt xe được. Đi như vậy là bên đỏ có thể thắng ngay bằng phương án cờ dùng pháo để phá tượng, ép bên đen phải thoái tượng ngược về và lập tức phương án cờ sát chiêu bằng xe 8 tiến 2. Với danh thủ hàng đầu Trung Quốc thì đây là Biển Hòa, anh không thể nào đi vào. Các bạn sẽ xem trong thực chiến thì Vương lập tức cho xe 3 tiến 3 chiếu tướng ngay. Bên đỏ cho thoái sĩ về bởi không thể thoái xe, bởi các bạn thấy ngay nếu mà thoái xe về là bị mất cây cho cách này thì rõ ràng là thua cũng khá nhanh. Trong thực chiến thì bên đỏ đã cho thoái sĩ về tránh đòn. Tuy nhiên thì bên đen làm danh thủ hàng đầu làng cờ tướng Trung Quốc, Vương đi một đường cờ tiếp theo cũng rất hay, phương cờ xe 3 bình 4 để chém sĩ ngay, ưu thế về cờ tàn. Bên đỏ cho thoái xe về và bên đen của Vương chỉ chờ có vậy, anh lập tức cho tiến xe bắt pháo tạo ra thế chiếu tướng. Bên tiên tiếp theo phương án cờ tượng 3 thoái 5, đây không phải bên hay, ngoài bên trên có thể thi triển đường hướng chạy pháo 3 bình 5 thì có phần vững cờ hơn, khi cái đường pháo của bên đỏ sẽ tạo ra một cái lực kiểm toán nhất định về phía trận hình của bên đen. Trong thực chiến quỳnh cờ thì lựa chọn tượng 3 tới 5 không hay bằng. Khi mà bên đỏ khó có điểm công, Bên đen Vương dùng pháo để vượt xe. Bên tiên lắc tướng qua và đây là hình cờ tàn mà các bạn thấy là bên đen đang có lợi thế khá nhiều. Tiến xe nhòm tốt. Binh 1 tiến 1 và tình huống cờ lắc qua bắt tốt biên ở lộ 9. Thoái xe về để phòng thủ tránh bị tình huống Vương có thể đâm xe 1 tiến 3 để chém gãy con xi còn lại. Vương bình qua lộ 4 để chiều tướng ngay. Bên đỏ chạy vào. Tiếp theo thủ pháp mã 4 tiến 6 rất nhanh nhẹn đến từ ngoại tinh đến khách. Chúng ta sẽ cùng xem nhanh thủ pháp điều quân tiếp theo của danh thủ số 1 của làng cờ tướng Trung Quốc, một người rất hay về phần tác chiến cờ tàn. Binh 1 tiến 1. Bên tiên sĩ 4 tiến 5. Vương chống sĩ qua. Thoái pháo về thủ. Binh 1 tiến 1. Bên đen Vương xe 9 binh 7 bắt pháo. Bên đỏ chạy qua lộ 2. Tiến xe và lập tức tình huống cờ đâm vào chiếu để chạy cây. Bên đen Vương sẽ ăn thoái 6 ngay. Bên đỏ lắc xe qua đe dọa phá sĩ. Trong thực chiến thì Vương lập tức triển khai sĩ 4 đến 5, một đường cờ rất đúng đến từ ngoại tinh đến khách. Ngoài bên trên nếu mà bên đen vội vàng cho xe chém sĩ thì sao? Đây sẽ là biến hóa rất không hay bởi bên tiên có tình huống cờ tách tướng bình qua lộ 4 ngay để đe dọa sát cục. Các bạn thấy xe không thể thoát đi. Xe thoát đi là bên đỏ đâm xe chiếu và giật 1 là thua ngay. Trong bối cảnh mà nhấc sĩ qua thì sao? Khi đó thì bên đỏ có thời cơ chạy xe về để đấu hòa ngay đối với bên đen. Bên đen không muốn đấu mà ăn quạt tượng thì vẫn bị tình huống cờ đấu xe. Các bạn thấy là hai bên sẽ hòa cờ. Trong thực chiến của trận đấu này thì bên đen của Vương anh ta không xử lý như vậy. Sau khi bên đỏ chạy xe bình 4 thì Vương đã bình tĩnh đi sĩ 4 tiến 5. Vẫn còn đó cơ hội cho bên đen tấn công. Bên đỏ chạy sĩ qua. Vương chạy bắt pháo. Bình qua, các bạn thấy đây là hình công mà bên đen tỏ ra quá mạnh và vượt trội so với bên tiên. Chạy tướng qua, lắc qua, thả mã 4 tiến 3. Bên tiên xe 5 bình 7 và bên đen của Vương chỉ chờ có vậy. Anh lập tức cho tiến xe chiều tướng ngay và chạy qua phá tượng. Sau hình cờ trên thì bên đỏ trong thực chiến đã phải buông cờ xin thua khi hình công của bên Vương là quá mạnh. Các bạn thấy ngay cũng không thể dùng xe chém mã bởi vì như vậy là bên đen của ngoại tinh khách lập tức có tình huống cờ xe 7 thoái 1 để chiều tướng ăn xe ngay và chắc thắng trong hình cờ tàn như vậy. Như vậy kênh Học của Tướng Online vừa gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích nhanh về trận đại chiến online rất hay của danh thủ số 1 Trung Quốc trên một cao thủ giang hồ của đội đánh ở phần khai cuộc cũng rất tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.